Ngày 4 tháng 8 năm 2006, tại gia đình Nguyễn Văn Cảnh ở đội 10 xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, công an đã phát hiện và bắt giữ một nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa do Nguyễn Ngọc Hoàn, tức là Hoàn Thêm, ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Lực lượng điều tra thu giữ tại chiếu bạc 41 triệu đồng, 4 con sóc bằng giấy, 2 bảng vị, 1 ô tô, 5 xe máy các loại, bắt quả tang 27 đối tượng, truy xét 22 đối tượng. Vụ án đã khởi tố 40 bị can, bắt tạm giam 31 đối tượng. Trong đường dây này, Hoàn đã rủ dê lôi kéo 17 tên làm việc cho mình và phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi tên từ canh gác, bảo vệ, sóc cái đến dùng ô tô, xe máy để chở các con bạc đến địa điểm đánh bạc. Bọn chúng phân công 2-3 trạm bảo vệ, điểm xa nhất cách chỗ đánh bạc khoảng 2 km. Khi có động, số bảo vệ bên ngoài sẽ dùng điện thoại liên lạc cho đồng bọn bên trong giải tán sới bạc. Từ cuối năm 2006 đến nay, trên địa bàn nhiều huyện thị thành phố của Thanh Hóa xuất hiện nhiều sới bạc. Mỗi sới bạc là một tổ chức tội phạm hoạt động rất chặt chẽ. Chúng hoạt động cờ bạc rất giáo diết, đồng thời phạm nhiều cái tội khác như là chúng tranh giành lãnh địa, dùng hung khí nóng, dùng vũ khí nóng để bắn nhau, dùng hung khí lạnh để đâm chém nhau. Trong các tổ chức này, nhiều tên là đại ca đầu gấu, đâm thuê chém mướn, lừa đảo cướp giật. Hoạt động của các tổ chức tội phạm này gây rất phức tạp trong xã hội. Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết tâm triệt xóa bằng được những tổ chức tội phạm này. Ngày 27 tháng 8 năm 2006, phá vụ án 706 do Trương Ngọc Anh cầm đầu, bắt giữ tại chỗ 18 đối tượng, thu 32 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa, 4 con sóc, 1 bảng vị, 6 xe máy. Ngày 6 tháng 9 năm 2006, phá vụ án 806 do Phạm Đình Cảnh cầm đầu, bắt giữ tại chỗ 14 đối tượng, thu giữ tại chiếu bạc 9 triệu 500 ngàn đồng và toàn bộ phương tiện đánh bạc. Ngày 22 tháng 11 năm 2006, phá vụ án 906 tại khu vực rừng Phi Lao Bãi Bồi, Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, thu tại chiếu bạc 61 triệu đồng, bắt quả tang 18 đối tượng liên tỉnh. Ngày 14 tháng 3 năm 2007, phá vụ án 207 tại 42 Nguyễn Trãi, thị trấn Ngọc Lặc, do Lê Ngọc Nam cầm đầu, bắt quả tang 20 con bạc liên huyện, thu giữ 70 triệu đồng. Ngày 5 tháng 5 năm 2007, triệt phá ổ nhóm sóc đĩa tại Thiệu Thịnh, Thiệu Hóa, 7 đối tượng. Ngày 30 tháng 7 năm 2007, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc tại Đông Tiến, huyện Đông Sơn, 19 đối tượng. Ngày 4 tháng 8 năm 2007, phá chuyên án 807 tại xã Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, 18 đối tượng. Ngày 8 tháng 8 năm 2007, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc ở xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, 18 đối tượng. Ngày 11 tháng 8 năm 2007, phá chuyên án 108 tại Thịnh Lộc, Thọ Lộc, 11 đối tượng. Ngày 16 tháng 8 năm 2007, triệt xóa ổ đánh bạc tại Nga Thủy, Nga Sơn, 15 đối tượng. Ngày 11 tháng 9 năm 2007, phá vụ án 807 tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, 21 đối tượng. Nói đến cờ bạc, hẳn ai cũng nghĩ ngay đến những kẻ vô công rồi nghề, có máu đánh bạc, muốn ngồi mát, ăn bát vàng. Song thực tế hiện nay không hẳn là như vậy, bởi có khá nhiều người giàu có dư giả tiền bạc, cũng tụ tập đánh bài, có người công việc ổn định, thu nhập khá, cũng đánh bạc. Nhiều đối tượng trong các vụ án đánh bạc ở Thanh Hóa là công chức, thậm chí còn có người là sinh viên, tranh thủ thời gian về quê để gia nhập sới. Những năm trước, khi các chiếu bạc bị khám phá, người ta thấy con bạc hầu hết là nam giới. Tuy nhiên thời gian gần đây, chuyện nữ giới đánh bạc và làm tín dụng trong các sới bạc đã trở nên khá phổ biến. Tệ nạn đánh bạc đã tồn tại hàng trăm năm nay, một cách công khai thu hút nhiều người, gồm cả người sang lẫn kẻ hèn, cho đến những người lao động hàng ngày rút những đồng tiền kiếm được bằng đổ mồ hôi sôi nước mắt vào bài bạc, mong kiếm được sự đổi đời qua may rủi. Tệ nạn cờ bạc dưới hình thức đánh ba cây, tá lả, chắn, sóc đĩa đang bùng phát, gây bức xúc cho dư luận xã hội. Nó diễn ra gần như công khai ở khắp mọi nơi. Địa điểm rất đa dạng, có thể ở ngoài đường, trong nhà, trên rừng, dưới biển. Số tiền các đối tượng sát phạt có thể từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Con bạc quý tộc ăn thua nhau tiền triệu, tiền tỷ, giới bình dân tiền chục, tiền trăm, dân nghèo cờ bạc cũng 5-10 ngàn đồng mỗi ván. Ở bất cứ nơi đâu, dân cờ bạc cũng có thể lập sòng,
Lúc đầu thì chơi vui giải trí, nhưng dần dần nó không còn là món giải trí, nó sai khiến con người, chiếm ngự suy nghĩ của con người và biến người ta vướng vào vòng luẩn quẩn nợ nần, tù tội mà được hưởng lợi chính là các chủ sới. Một cách ngụy biện, nhiều người cho rằng cờ bạc đối với họ chỉ là một loại hình giải trí. Tuy nhiên, thực tế cờ bạc đã khiến nhiều người không thể thoát ra khỏi nó mà lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, gia đình ly tán, người vướng vào vòng lao lý, kẻ cù bất cù bơ do thua bạc, con cái dở dang việc học hành. Ông cha ta đã từng cảnh tỉnh những người ham cuộc đỏ đen rằng cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, cha chân vào cùm. Biết vậy, nhưng vẫn không ít người không thể cưỡng lại sự quyến rũ của những chắn, tá lả, sóc đĩa, ba cây. Gần đây nhất, tháng 11 năm 2007, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tỉnh đã phá tan ổ nhóm đánh bạc tại xã Hà Long, huyện Hà Trung do một đối tượng côn đồ nổi tiếng ở Thanh Hóa với hàng chục tiền án tiền sự tên là Nguyễn Văn Vi, tức là Vi Ngộ, 26 tuổi cầm đầu. Đây là vụ đánh bạc có quy mô lớn và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay mà lực lượng công an Thanh Hóa đã triệt phá được. Cứ khoảng 22 giờ hàng ngày, Vi và đồng bọn cho xe ô tô đón các con bạc dọc từ thành phố Thanh Hóa ra đến thị xã Bỉm Sơn. Sau khi đón đủ các con bạc, chúng thu toàn bộ điện thoại của con bạc để tránh liên lạc ra ngoài, đồng thời cho ô tô vòng đi vòng lại nhiều lần nhằm cắt đuôi lực lượng theo dõi. Khi đến cách khu vực đánh bạc khoảng 4-5 km thì phủ rèm che kín cửa kính ô tô để các con bạc không thể biết mình được đưa đến đánh ở địa điểm nào. Mỗi ngày chúng tụ tập đánh bạc một địa điểm và thường tổ chức tại các huyện Hà Trung, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình. Chúng thường chọn những nơi đồi núi, ít người qua lại nhằm che mắt quần chúng nhân dân và cơ quan chức năng. Phương tiện di chuyển của chúng thường bằng ô tô 4 chỗ hoặc xe ô tô 24, 34 chỗ ngồi và xe máy. Chính vì có sự tổ chức tinh vi như vậy nên các con bạc tham gia trong đường dây tội phạm của Nguyễn Văn Vi thường rất yên tâm. Để triệt xóa được ổ nhóm cờ bạc hoạt động tinh vi này, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đã dày công tìm hiểu quy luật hoạt động của các đối tượng, tìm cách tiếp cận an toàn và hiệu quả nhất. Khi được ban chuyên án giao cho tôi phụ trách một cái mũi tấn công trực tiếp vào cái tổ này để bắt đối tượng, chúng tôi xác định đây là một cái ổ nhóm cực kỳ phức tạp. Đó là một cái ổ nhóm mà nó có cái liên kết với rất nhiều cái đối tượng đại ca đầu gấu trên địa bàn. Và chúng tôi đã xác định được như thế, tôi đã động viên cán bộ chiến sĩ, anh em trong đơn vị. Chúng tôi phải lập ra rất nhiều cái phương án. Cái phương án tác chiến ở đây phải luồn rừng, vượt núi. Chúng tôi phải vượt qua những khe, biết ở đây là cái địa bàn rất phức tạp về đồi núi. Nên quá trình chúng tôi luồn khe vượt rừng, chúng tôi tiếp cận, và cái công tác bí mật là công tác quan trọng. Làm sao tiếp cận càng gần được đối tượng càng tốt. Từ khi chúng tôi gần được đến của đối tượng thì đối tượng có phát hiện được. Thì lúc này lực lượng bao vây chúng tôi đã chia thành nhiều mũi, cho nên quá trình tấn công chúng tôi đã bắt được rất nhiều đối tượng tại chỗ, bắt quả tang ngay tại trận. Có một số lợi dụng đã trốn lên các cái vùng đồi núi rừng cây và các cái bãi mía. Thì lực lượng của chúng tôi tiếp tục là truy bắt cái số đối tượng này. Anh em đã quyết liệt, tuy rằng trời tối đói rét nhưng mà anh em vẫn hoàn thành các cái nhiệm vụ của mình, bắt được đa số đối tượng. Từ ngày 9 tháng 11, hàng chục cán bộ tinh nhuệ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội được chia thành nhiều mũi tấn công. Để tránh sự phát hiện, họ chọn phương án đánh úp từ phía sau lưng chúng. Theo đó, các cán bộ trinh sát phải đi bộ từ 5 đến 6 km vượt qua rừng rồi tiếp tục trèo qua một ngọn núi đất khá cao để tiếp cận địa điểm đánh bạc. Ngày 11 tháng 11, đúng giờ đã định, mũi trinh sát chính ập vào bắt quả tang 17 đối tượng đang sát phạt, thu 100 triệu đồng, 12 điện thoại di động, máy chế tạo dụng cụ đánh bạc và các tăng vật khác. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác khống chế bãi đỗ xe, tạm giữ 5 xe ô tô lớn nhỏ các loại, 6 xe máy, một bao tải, dao kiếm, một khẩu súng. Các đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều địa phương như Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội và nhiều huyện, thành phố của Thanh Hóa. Điều đáng nói là ngoài việc có kinh nghiệm trong khâu tổ chức bảo vệ đường dây cờ bạc này, còn xảo quyệt ở cách lừa đảo các con bạc để việc các con bạc thắng hay thua là do chúng quyết định. Chúng hình thành các băng ổ nhóm hoạt động trên nhiều địa bàn, tranh giành lãnh địa, chém giết lẫn nhau, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng. Được sự chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện và trực tiếp của giám đốc, chúng tôi đã chỉ đạo đội 7
rà soát dựng lên hàng chục ổ nhóm và hàng trăm đối tượng loại này. Đây là loại tội phạm hoạt động có tổ chức rất cao, có sự phân công rất chặt chẽ rõ ràng. Chúng có mỗi sới bạc đều có canh gác, có trật tự sới, có bảo vệ sới, có dịch vụ sới, thủ quỹ sới. Chúng thường tổ chức ở địa bàn xa xôi hẻo lánh, ít người qua lại, dễ chạy trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Với dân cờ bạc không chuyên, ban đầu họ tham gia chiếu bạc chỉ để giết thời gian rảnh rỗi, nhưng sự ăn thua cay cú muốn gỡ gạt sau đó đã như vòng xoáy cuốn bay tất cả thời gian và tiền bạc. Khi trắng tay, người ta có thể làm liều bất cứ điều gì miễn là có tiền để tiếp tục gỡ gạt, nhưng rồi lại càng gỡ càng thua và chuyện trộm cắp, cướp giật, lừa đảo xảy ra sau đó như là một hệ quả tất yếu. Nhiều vụ án hình sự xảy ra tại Thanh Hóa cho thấy bài bạc lô đề là nguyên nhân chính dẫn các đối tượng tới việc thực hiện hành vi phạm tội, để rồi sau đó khi phải ngồi sau song sắt thì mọi sự hối hận đã là quá muộn. Giám đốc quyết định thành lập một đội công tác đặc biệt. Đội công tác này gồm những đồng chí vững vàng về chính trị, giỏi về pháp luật, nghiệp vụ, đặc biệt giỏi về bắn súng, về vũ thuật, về các chiến thuật vây bắt tội phạm. Trong nỗ lực triệt phá tệ nạn cờ bạc, trấn áp loại tội phạm này, từ tháng 8 năm 2006 đến nay, Công an Thanh Hóa liên tục triệt xóa được hơn 20 ổ nhóm cờ bạc chuyên nghiệp hoạt động tinh vi. Để có được kết quả đó, lực lượng công an phải mất nhiều thời gian theo dõi, nắm quy luật hoạt động, lập án tổ chức đấu tranh, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, sắc bén nhằm tiếp cận sới bạc, kịp thời khống chế, vô hiệu hóa các trạm gác vòng ngoài để bắt quả tang các đối tượng. Việc triệt xóa các ổ nhóm cờ bạc này là chiến công lớn của Công an Thanh Hóa trong việc góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, mang lại niềm tin cho quần chúng nhân dân. Trong thời gian tới, còn một số sới bạc hoạt động. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng điều tra tội phạm hình sự phải triệt phá bằng hết những ổ nhóm tội phạm này, đồng thời đi vào đấu tranh với những bọn phạm tội là lô đề, cá cược bóng đá, bọn côn đồ đầu gấu, đâm thuê chém mướn. Lực lượng điều tra tội phạm hình sự sẽ nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, quyết tâm bằng nghiệp vụ sắc bén sẽ đấu tranh triệt phá bằng hết những loại tội phạm mà giám đốc đã giao cho để mang lại sự bình yên cho nhân dân.